Hello, xin chào các cô chú anh chị, các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nhé. Bây giờ thì mình xin thời sự với một mọi người một chủ đề thời sự rất là mỏng về nước Mỹ. Đó là chủ đề liên quan tới tổng thống Trump. Cái như mọi người chúng ta đều biết là từng rồi tổng thống Trump đã được chắn uh, chán án, đã được thường diện chán án. Nhưng mà câu bữa nay chủ đề mình muốn nói là tổng liệu tổng thống Trump có thể bị luận tội một lần nữa không? Trong lịch sử nước Mỹ thì chưa có tổng thống nào được bị luận tội hai lần hết nhưng mà Bữa nay trong cái bài video của mình thì mình muốn chia sẻ với mọi người là liệu khả năng đó có xảy ra hay không. Trước tiên nếu mà đảng dân chủ mà họ muốn thì họ hoàn toàn có thể lần tội Tổng thống Trump một lần nữa. Tại vì mọi người đó nha, trong hiến pháp Mỹ thì mà khi mà tại luận tội nó không phải là một vụ uh, xử tội hình sự bình thường giống như uh, ở ngoài hệ thống uh, pháp luật uh, bình thường ở ngoài xã hội. Lựng tội đây là một cái hệ thống chính trị để để cho trao quyền cho quốc hội kèm chế những người ta, tổng thống lạm quyền đó, cái cái đó mục đích của những người sáng lập ra nước mỹ là người ta muốn chế ra một hệ thống để cho quốc hội người ta có thể kèm chế quyền lực của những người uh, tránh án liên bang cũng như là tổng thống những người nào quyền cao chức lớn đó để kềm kèm chế hoặc là để cho không cho họ lạm quyền hay làm bậy ừ. chứ nó không phải là một cái vụ án hình sự gì hết không tự nhiên thành ra thay vì vụ án hình sự thì theo hiến pháp Mỹ không có được uh, no double jeopardy tức là không thể được không có thể xử tên tội phạm hai lần. À, nhưng mà đó là chuyện của uh, bộ luật hình sự nước khác. Còn này uh, chuyện lần tội tổng thống, là hạ viện hạ viện Mỹ hoàn toàn có thể lần tội tổng thống lần thứ hai. À, nhưng mà trước khi mình đi vào câu chuyện thì vẫn là một cái bài cũ của mình. Mình hy vọng mọi người có thể bấm chuông, subscribe và like, share để cho kênh mình ngày càng phát triển cũng như là ngày càng sôi động. Nó giúp cho kênh mình tăng sức cạnh tranh. Với lại bấm chuông thì nó rất là không có tốn nhiều công sức gì cả. Kênh của mình chủ yếu nó có hai chủ đề đó là thời sự liên quan tới nước Mỹ cũng như là đi du lịch. Nó cô chú anh chị nào mà thích thời sự là về du lịch là đúng bài rồi đó. Và kênh mình đăng video mới hàng ngày luôn. Tất cả chủ đề nóng bỏng về thời sự về gần đây. Ok quay trở lại chủ đề. Đó, như mọi người đã biết thì uh, Tổng thống Trump là uh, từng gọi được uh, thường chia quốc hội uh, nơi mà đảng cộng hòa chiếm đa số bầu trắng án, ha không thành ra điều này trước tiên á là đàm là, là, dĩ nhiên đàm uh, làm đảng dân chủ bà Nancy Pelosi tức tối vô cùng bị dẫn tới cái trường hợp là trước đó một ngày đó coi như là bà đã xét cái thông điệp liên bang đó tại tại vì mục đích của bà là bà muốn mục đích và bên phía dân chủ thì ngồi à, coi như là không phản ứng gì tới cái bài thông điệp liên bang tổng thống trump á tại vì mục đích của họ là cái gì mục đích của họ là muốn kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của tổng thống trump càng sớm càng tốt dĩ nhiên họ không có quyền làm cái đó nhưng mà cái đó là cái mục đích của họ bởi vậy họ mới muốn lần tội tổng thống trump và không phải chỉ muốn lần tội ông mà họ đã muốn lần tội ông từ lúc mà ông đã đắc cử tổng thống cái đây ba năm về trước à, nhưng mà họ chưa có tìm ra lý do nào hết và dĩ nhiên sau khi mà họ tìm ra lý do được uh, đó là tổng thống Trump đã đóng băng cái số tiền viện uh, trợ 400 triệu cho, cho Ukraine để gây áp lực với tổng thống Ukraine uh, điều tra cha con nhà họ Biden uh. thì lúc đó họ cảm thấy đó là một lý do quá tốt bị vì họ quyết định lương tội tổng thống Trump. Uh, sau đó họ chịu tập các nhân chứng. Dĩ uh, nhiên bên phía uh, uh, gọi là hành pháp tức là bên phía uh, executive branch của uh, tổng thống uh. họ chặn các nhân chứng lại thành ra họ hạ à, viện uh, do phía đảng dân chủ kiểm soát họ là khởi tố tổng uh, cáo ra hai bản cáo trạng đối tổng thống trump đó là uh, lạm quyền ha, và cản trở quốc hội và dĩ nhiên sau đó tổng thống trump được trắng án nhưng mà nói tới cái đó đó nha nếu như mà trong uh, tháng 11 này tháng 11 này uh, là bầu cử tổng thống mỹ nếu mà đảng dân chủ họ có thể giữ được hạ viện và họ có thể thắng luôn uh, quyền kiểm soát ở thượng viện thì khi đó họ hoàn toàn có quyền mở một phiên luận tội mới để luận tội tổng thống trump một lần nữa ha hay, hay thậm chí hai ba lần điều đó dĩ nhiên là vẫn là cái khả năng mà họ có thể chức phế tổng thống trump nó rất là thấp trong trường hợp mà tổng tổng thống trump tái đắc cử tại vì để mà chức phế tổng thống á, thì cần đến 65 2 phần 3 thượng viện quốc hội tức là 67 thượng nghị sĩ ủng hộ thì mới được cho thành ra cho dù đảng dân chủ họ có giành được quyền kiểm soát quốc hội á, thì họ cũng không thể nào mà đủ 67 phiếu hết nhưng mà lần tội thì họ hoàn toàn có thể lần tội. Đây, tại vì nếu mọi người thấy đây là bốn nhân chứng một kích ông này là ông uh, Mick Mulvaney, ông John Bolton, uh, ông uh, Robert Blair và ông Michael Duffy. Đây là tránh nhân phòng uh, cố gắng an ninh quốc gia cũng như là cố gắng của tránh nhân phòng cũng như là ông uh, thứ trưởng về tài chính và bốn người này là bốn người nhân chứng một kích đã từng nghe trực tiếp cuộc điện thoại của tổng thống trump với tổng thống ukraine bởi vì đảng dân chủ họ rất là muốn triệu tập mấy người này ra bốn người này ra làm nhân chứng nhưng mà lúc mà tổng còn đang xét xử tổng thống trump thì thượng viện quốc hội mỹ đã với 51 phiếu bầu đã chặn không cần coi thêm nhân chứng nữa thành ra đảng dân chủ họ vô cùng tức tối cho nên trong tương lai có thể nói là chắc chắn nếu như trong trường hợp tổng thống Trump được tái đắc cử và à, đảng dân chủ vẫn giữ được quyền kiểm soát hạ viện cũng như họ có thể thắng được thượng viện thì họ hoàn toàn chắc chắn là họ sẽ trước tiên là họ sẽ có quyền tổng thống lượng tội tổng thống Trump thêm một lần nữa và thứ hai nữa là chắc chắn họ cũng sẽ lần tội tổng thống Trump thêm một lần nữa tại mục đích của đảng dân chủ xưa nay họ là không phải là chức phế tổng thống Trump tại vì họ mà dù trên báo đài người ta đưa tin ra là uh, gì, uh, lượng tội chức phế tổng thống gì đó. Nhưng mà Đảng chủ họ cũng thừa biết họ sẽ không bao giờ có đủ phiếu để mà chức phế tổng thống Trump hết á. Nhưng mà cái mục đích ở đây là gì? Lượng tội uh, vừa rồi á là nhằm là để làm nhơ danh ông tổng thống ha, để biêu xấu thanh danh tổng thống là nói tổng thống này lạm quyền, ha, cáo buộc tổng thống là lạm quyền Vi uh, phạm đạo đức lạm quyền ha, Tư lợi cá nhân Đúng không? Và thứ hai nó là gì? thành ra để mà làm nhơ gia nổm để chi tại vì trong bầu cử tổng thống tháng 11 một thì tổng thống Trump cũng sẽ đi uh, tranh đấu với uh, một người đại diện bên đảng dân chủ để mà tranh chức tổng thống Mỹ. Ha Tần ra nếu mà có cái lý do gì đó để mà có thể biêu uh, 6 tên tuổi cái tổng thống Trump ra thì khi đó là gì? Hay là người có lợi nhất diễn như là cái người bên phía đảng dân chủ. Và thứ hai nó là gì? trong trường hợp mà như vừa rồi mọi người thấy theo kế hoạch của đảng dân chủ nếu như mà họ luyện tội tổng trong ngay cả trong trường hợp thất bại như thất bại như là lần rồi đó là gì họ có thể biêu xấu luôn đảng phía đảng cộng hòa là tại vì họ sẽ nói là họ sẽ cáo buộc các thượng nghị sĩ đảng cộng hòa là không ủng hộ họ gọi thêm nhân chứng ha vụ án đã được bao che này nọ không gọi thêm nhân chứng tại sao những người nhân chứng một kích đó lại đã không uh, cho họ gọi thêm nhân chứng để mà xem uh, các nhân chứng đó họ sẽ khai cái gì. Uh, những gì về cuộc uh, điện thoại tổng thống trong cũng như là gây áp lực cho phía Ukraine này, này kia, đúng không? Thành ra đó mọi người thì à, có có nhìn cái câu chuyện chưa? đó là thành ra cái kế hoạch của Đảng dân chủ á, không phải là chức phế tổng thống dĩ nhiên họ muốn chức phế tổng thống rồi đó, nhưng mà vì họ không có đủ phiếu để mà họ chức phế tổng thống thành ra cái cách mà họ làm á là để hạ bệ tổng uy tín của tổng thống cũng như là hạ bệ uy tín đảng cộng hòa tại vì nếu mà uy tín uh, ừ. tổng thống với đảng cộng hòa mà ngay năm nay tức là ngay năm bầu cử mà bị ảnh hưởng bị uh, tổn thất thì ai là người sẽ có lợi nhất diễn nhiên bên phía đảng dân chủ các ứng cử viên của đảng dân chủ tại khi đó đó tại gian tới mùa bầu cử này nè bầu cử tháng 11 nè gì? là đâu phải chỉ không phải chỉ có bầu cử tổng thống không mà bầu cử nè ở cấp quốc hội thì bầu cử uh, hạ viện tại vì hạ viện thì hai năm bầu cử một lần và <laughs> yeah. bầu thêm mấy chục ghế của các thượng nghị sĩ nữa Đó yeah. thành ra đây đây là cơ hội mà đáng như chủ họ thấy là họ để họ có thể vừa giành lại cái uh, nhà trắng từ tay tổng thống trump mà cũng vừa giành lại quốc hội uh, luôn Đó. tức là nếu mà họ thắng được hạ viện cũng như thắng được uh, quyền dành trên 50 ghế thượng viện thì khi đó là họ sẽ kiểm soát được cả Quốc hội Mỹ. Và nếu như mà họ có thể thắng luôn nhà trắng nữa là coi như là họ giành lại được quyền kiểm soát uh, chính phủ Mỹ và khi đó là coi như những cái đạo lực nào mà họ muốn thông qua, những cái chính sách nào mà họ muốn thông qua nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với so với thời bây giờ. Tại vì là thời bây giờ những cái đạo lực nào mà Đảng dân chủ không muốn làm những cái à, cái cái kế hoạch nào đáng như chủ muốn đề xuất ra đó họ phải thỏa hiệp với bên uh, phía đảng cộng hòa hai để hai bên uh, cùng gọi là nương với nhau thì nó mới thì mấy cái, cái cái, dự lực mấy các đạo lực nó mới được thông qua được các phần ngân sách nó mới được thông qua được nếu không là coi như là mọi thứ nó sẽ bị đình trệ là đôi bên đều bị bắt lại hết đó thành ra thành ra đó là lý do tại sao mà đảng dân chủ họ lại lựng tội tổng thống trong trong năm nay mặc dù họ biết là họ sẽ không chức phế được tổng thống trump và đó cũng là lý nguyên nhân mà trong tương lai chắc chắn nếu mà đảng dân chủ họ còn kiểm soát được quốc hội và tổng thống trump không được tái đắc cử thì chắc chắn là phía đảng dân chủ sẽ lựng tội tổng thống trump một lần nữa <laughs> tại vì khi đó là nếu mà tổng thống trump đắc cử nó nhiệm kỳ hai thì khi đó uh, khi đó đó tổng thống trump nếu mà đảng gia chủ họ sẽ luận tội tổng thống trump. thứ hai nữa gì họ sẽ hạ bệ thêm uy tín của đảng cộng hòa cho những nhiệm kỳ sau nữa. đó đó là lý do thật sự mà đảng gia chủ họ mình đem ra để họ luận tội tổng thống trump. nếu mà trong trường hợp mà tổng thống trump tái đắc cử, thôi video cũng đã dài mình xin chia sẻ với mọi người bấy nhiêu đó thôi. hy vọng mọi người thấy thông tin mình chia sẻ là vui và thú vị cũng như là hữu ích à, Cảm ơn các cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem video mình nhé Nếu mà được mọi người nhớ bấm subscribe kênh của mình dùm nhé Thank you, bye bye now, happy new year